Đây là khu vực bán trái cây ha. Mình thấy có cái sumo mô là to tổ bố luôn, to dễ sợ. Hello. Thì họ bán trái cây đây á thì giá khá là đắt nha, nếu mà mình không biết mua họ nói giá khác lắm. Ở trong cái khúc của chợ Hoàng Giang này nè. Nhưng mà em biết chỗ đằng kia họ bán có 10 đồng mà tới 2 bịch. Hồi nãy em mua thấy là giá rất là rẻ ha. Thì đây là cái chỗ mà em đã đi vô rồi. Bán hanbok với lại vải. Ok, em review để em nhớ lại bộ nhớ của em luôn. Đó, thì hồi nãy em đã vô đây rồi. Ok, mình đi đường này nha. Trong đây á, không những bán đồ ăn, bán chanh và chanh gối và quần áo truyền thống nữa. Mình đừng tưởng là mua ở đây là đồ của Korea nha. Có thể là design theo kiểu Korea nhưng mà là có thể make in China đó. Cho nên ăn thua là mình thích cái mẫu đó hay không thôi. Mẫu và cái chất vải. Cái kiểu của họ làm rất là đẹp. Ở bên Korea là rất là lạnh cho nên mọi người rất là tích cực mua chanh và gối ha. Cái nào mà họ làm tại Korea thì giá mắc. Giá mắc lên. Còn nếu mà họ làm tại Trung Quốc á, họ của người Made in China đó thì họ bán rẻ đi thì cái giá mình mua mình sẽ biết liền nè. Tự dưng không có đồ mà Korea mà tự nhiên giá rẻ đâu. Rất là nhiều kiểu mẫu luôn. Okay. Đây là khu hàng vải thôi, mình đi ra. Chợ này rất là rộng, mọi người nhìn thấy không? Họ có mái che ha. Thì ở bên Korea có một cái đặc trưng là họ họ làm trong chợ là những cái mái che và trên lầu cũng có thể có người ở luôn. Chứ họ không có bỏ sót những cái nhiều người, nhiều nhà thấy bỏ sót cái giống như là trên lầu á mà chỉ làm office building thôi, ban đêm á đâu có người ngủ đâu, làm rất là uổng ha. Trong khi bao nhiêu người không có nhà ở, mua nhà rất là mắc cho nên họ không mua không nổi. Còn ở đây á thì họ bán ở dưới nhà và ở dưới nhà thì bán hàng và trên lầu á thì để ở. Muỗng này 5.000, 7.000 còn mắc hơn hồi nãy nữa. Giả vàng với vàng gì. Trời ơi, mà cái đũa ở đây rất là khó gấp nha mọi người. Đũa nó dẹp lép rồi. Cái này làm như là để cho mọi người khuyến khích mọi người đừng có ăn hay sao á. Mỗi lần gấp nó tuột hết cả xuống á mọi người. Ok, bây giờ mình come back to cái chỗ mà mình định mua nè. Để coi lại cái mẫu coi. Anh thấy cái mẫu nào đẹp không? Cái này có hình sọc sọc. Để ra coi lại của ông cũng gần đây. Đó, thì bây giờ mình sau khi mình mua cái chanh mình sẽ kết thúc cái clip. Nhưng mà cái này không phải là cái chanh nha, mà là cái miếng lót ở trên. Đây. Này 25, kia 25. Để ra coi lại ha. Cái này nó blend, cái nó sọc sọc. Anh ơi. Nó cứng cứng.
rồi nó cứng cứng đây. Để mình ra coi kia cứng hay mềm. Tại vì em cần cái cứng, cứng là để cho nó nằm nó đừng có nhanh. Hả? Cái màu nhìn có vẻ lạ lạ. Ok, mình đi nhanh để mình mua cái chanh lót, cái giường để mỗi lần mình bò lên bò xuống nó không có nhanh nhanh nhó cái giường mình á. Nó nhanh nheo thì mình không có thích lắm, cho nên cái này khi mà trải lên nó giống như là cái chiếu. Ok, chắc mình lấy cái này ha. Lấy cái này đi. À, chắc bằng cho kia thôi. Không, em nghĩ cũng giống nha. Rờ vô rồi thấy chắc chắc cũng bằng giống nhau. Giá bằng nhau. Có hai màu, màu xanh với màu hồng. Ok, mình sẽ mua cái chanh này nha. Đi vào đi. Xây chờ. Đúng không? Ừ. Ừ. 물도 깎아. 그냥 그냥 25,000원 줘요. 깎지 말고. Discount for me. Buy one. 디스카운트 안 돼. No discount. 어, 디스카운트 안 돼. 25,000원 줘야 돼. 아. Give me discount. 아, no, no. No. Can you open you see? Open. Hey. 아까 왔다 갔어요? 25,000원. 어, 그네 사이즈 nhỏ hơn boy. It's small. Kêu bự hơn mà nhìn cái này có vẻ đẹp hơn. You have the bigger size? Bigger? Bigger is À, cái này nhìn là biết là single rồi. No. Ok. Đó là cái big size. No. This one, this one, this one. Is it bigger size? Big size, big. Show me. 25 nha. Same price? No. Different price? 네. 10만 원. 30,000. Same price, okay? No. No, this color, no this color? No, this color. Boy, no 25,000, no? No. Okay, thank you. Nó bán 30,000 cái màu hồng á. Thôi chắc mình mua kia đi. Okay, thì cuối cùng là ông này sau bao nhiêu năm em cũng quay trở lại mua của ông. Nó cũng tương tự thôi mọi người, không có khác bao nhiêu, nhưng mà anh thua cái mẫu vải mình thích kiểu nào thì mình mua kiểu đó, và cái giá vừa túi tiền mình thì mình mua thôi ha. Thì cái này á, nó hơi blend nhưng cũng đẹp như thường, em cũng thích như thường. Lấy màu nào bố? Nhá, màu xanh này cũng đẹp nhưng màu này nó sạch hơn này. Hello, hello. This one. Yeah, one. Color. This color. No, this plastic? No, 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 no. Only. Oh. 13,000, nó bán cái cục này 13,000. Dạ, yeah, ông bà kia bán bao nhiêu mắc dễ sợ. À. Nhưng mà cái 10 đô. Hả? 13 coi như là 10 đô, cái này mắc quá ha. Mình như nó làm bằng pin hay gì ở trong á. Mình làm cũng được, mắc cái gì mình phải bỏ 10 đô ra. Ok, thôi. Em kết thúc cái clip ở đây với cái ông này nha. Cái cửa tiệm của ông này bao nhiêu năm em vẫn mua ở đây. Bây giờ em vẫn lại mua quần của ông và cái số điện thoại này. Rồi, xin chào mọi người nhé.